Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, có một vài điều sư nhắc nhở đến quý thiền sinh, là một trong những điều kiện để việc thực hành pháp của chúng ta đem lại lợi lạc là chúng ta phải có sự tôn kính đối với Tam Bảo. Khi chúng ta không có sự tôn kính đối với Tam Bảo, việc thực hành pháp của chúng ta không có kết quả. Nó giống như khi mà một người trao cho chúng ta một tài sản quý báu, chúng ta trân trọng tài sản ấy thì chúng ta mới có thể sử dụng nó một cách hợp lý. Còn khi đưa vào tay một người bất cẩn thì toàn bộ tài sản ấy sẽ bị rơi mất. Pháp cũng vậy. Để truyền trao, để chúng ta có thể nhận lãnh được giáo pháp và có thể thực hành được, đem lại kết quả cho chính mình, chúng ta phải có lòng trân trọng, sự tôn trọng đối với chánh pháp. Quý vị không tôn trọng, không trân trọng thì sư cũng không mất miếng thịt nào. Sư vẫn ở đây và sư giảng thôi. Nhưng người bất lợi nhất chính là bản thân quý vị. Khi mà chúng ta thiếu đi sự trân trọng, sự tôn trọng đối với chánh pháp. Bởi vì khi đó, thời gian chúng ta trải qua ở đây trở thành một sự vô ích. Chúng ta không được cái gì hết. Nó sẽ đốt nóng chúng ta, làm chúng ta trở nên khó chịu. Hoặc là sự thực hành đối với chúng ta, nó không đem lại lợi ích, nó không có kết quả, nó không có gì hết. Khi đó quý vị có thể sẽ hối hận. 7 ngày này nếu như tôi đi chơi với gia đình, nó có phải sướng hơn hay không? Tại sao tôi phải ngồi ở đây cực khổ mà không có kết quả gì? Mà đôi khi chúng ta không biết một việc, nó khởi nguồn từ thái độ của chính chúng ta. Trong thanh tịnh đạo, để bắt đầu đi học pháp của một vị thiền sư thì vị ấy phải đi đến phục vụ vị thiền sư trong nửa tháng, không hỏi một cái gì, không nói một cái gì, thuần túy phục vụ để tỏ lòng thành kính. Sau đó, khi hết nửa tháng rồi, vào một ngày, vị ấy quét sân,
và cố ý nán lại, không có đi về như thường lệ. Vị thiền sư sẽ hỏi có việc gì hay không, thì vị ấy mới quỳ xuống đảnh lễ và xin được chỉ pháp. Thời xưa, khi mà mình nhận cái pháp, mình trân quý dữ lắm. Chính bởi vì như thế, thời xưa các vị tu sĩ lẫn cư sĩ chứng đắc rất là nhiều. Chúng ta cứ thắc mắc tại sao hồi xưa đọc kinh thấy thiên hạ chứng thánh rất nhiều, cư sĩ cũng chứng thánh tại gia, người tại gia cũng chứng thánh, người xuất gia cũng chứng thánh. Sao thời nay chứng thánh khó quá vậy? Bởi vì chính thái độ của chúng ta nó quyết định việc tu tập của chúng ta có kết quả hay là không. Cho nên sư nhắc nhở quý vị, để có lòng tôn kính đối với Tam Bảo, một số việc chúng ta phải thay đổi thói quen. Thứ nhất là khi ngồi nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, chúng ta phải ngồi với oai nghi đàng hoàng, không được ngồi bó gối, không được ngồi duỗi chân về phía Phật hoặc duỗi chân về phía vị giảng sư, vị thiền sư. Nếu như quý vị mỗi chân có thể đổi tư thế. Việc tiếp nữa là khi chúng ta nghe tán thán Đức Thế Tôn, ví dụ như ban đầu đó, khi mà sư bắt đầu sư tán thán Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá, vân vân, khi mà đang đảnh lễ Thế Tôn thì chúng ta phải chắp tay, chứ không thể nào mà chúng ta để tay ở dưới được. Chúng ta phải chắp tay, tất cả đều phải học. Chúng ta học từ cách cung kính đối với Tam Bảo. Tại vì khi đó sư đang đảnh lễ Tam Bảo mà, thì chúng ta phải chắp tay. Khi tụng kinh, chúng ta cũng phải chắp tay. Khi đó chúng ta thể hiện sự tôn kính đối với Tam Bảo. Thật khó mà tưởng tượng một người không tôn kính Tam Bảo sẽ được bất kỳ lợi lộc nào đối với việc thực hành các pháp của Tam Bảo. Và thật khó để tưởng tượng phước báo của một người có lòng thành kính Tam Bảo. Ngài Ananda có một lần Ngài tán thán Đức Thế Tôn. Ngài Anuruddha nói rằng việc Đức Thế Tôn chứng đắc đạo quả thì liên quan gì đến Ngài Ananda? Ý của Ngài Anuruddha là nói rằng Đức Thế Tôn chứng đắc là việc của Thế Tôn, đâu dính dáng gì đến Ngài Ananda. Việc của Ngài Ananda đó là hãy cố gắng thực hành để đạt được sự chứng đắc cao thượng, chứ không phải mình ngồi đây mà mình khen Thế Tôn. Sư Bí Von như một cách dễ hiểu ở thế gian này là mình thấy một anh học trò giỏi, mình khen ảnh, ảnh học giỏi. Nhưng cái chuyện khen ảnh á, thì dính dáng gì tới mình? Cái vấn đề là mình có học hỏi gì được ở anh học trò giỏi đó để mình học giỏi hay không? Đó mới quan trọng hơn là chuyện mình khen anh học trò đó anh học giỏi. Quay trở lại vấn đề, ý của Ngài Anuruddha là khuyên Ngài Ananda hãy tinh tấn thực hành. Thì lúc bấy giờ Thế Tôn mới nói như thế này: không nên nói như vậy. Bởi vì chỉ bằng một niệm tôn kính Đức Thế Tôn của Ananda
Nếu như Ananda không chứng thánh đời này thì sẽ đạt được chỉ một niệm tôn kính Thế Tôn thôi đó, sẽ đạt được 16 kiếp làm vua trời Đế Thích, 32 kiếp làm chuyển luân thánh vương và vô số kiếp làm vua một quốc độ hùng cường. Quý vị thấy, chỉ bằng lòng tôn kính đối với Thế Tôn, chúng ta được vô số phước, thì tại sao chúng ta không tôn kính đối với Tam Bảo? Chỉ có lợi chứ không có hại. Việc thực hành tứ niệm xứ, sư hướng dẫn với quý vị. Đây là một bài kinh được Đức Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ở làng Cú Rú, làng của người dân xứ Cú Rú. Tại sao Thế Tôn lại thuyết bài kinh này? Bởi vì đây là một bài kinh đem lại rất nhiều lợi lạc. Quý vị thấy việc thực hành tứ niệm xứ thời nay ấy, gần như là một đặc trưng của Phật giáo. Và tứ niệm xứ bây giờ đi vào đời sống và mọi người dần nhận ra lợi là của việc thực hành tứ niệm xứ. Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết cho người dân xứ Cú Rú làm cho chúng ta nghĩ rằng người cư sĩ cũng có thể thực hành tứ niệm xứ. Nhưng sư phải mở ngoặc để nhắc cho quý vị biết, sở dĩ Đức Thế Tôn thuyết bài kinh tứ niệm xứ cho người dân xứ Cú Rú bởi vì người dân xứ Cú Rú có những đặc điểm đặc biệt như sau. Thứ nhất, người dân xứ Cú Rú nguồn gốc của họ là ở xứ Bắc Cu Lưu Châu. Chính bởi vì như vậy, các vị ấy rất ít dục, rất ít dục. Các vị ấy không có, hầu không có quan điểm về cái gì là tôi, là của tôi. Mười người đi xuống sông tắm, đi lên thì cầm lấy cái y áo nào thì đắp cái y áo đó, không bao giờ có suy nghĩ là cái y nào hồi nãy tôi bỏ lên, tôi bỏ xuống thì bây giờ tôi phải kiếm cái y của tôi. Không có. Cần gì á thì cứ ra cây như ý lấy thôi. Bởi vì phước của người dân xứ Cú Rú rất là lớn. Và họ không hề có gánh nặng đối với việc suy nghĩ đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, không có. Nam nữ mến nhau đến thời kỳ người nữ có thể thụ thai thì đi vào trong bụi rồi sau đó bỏ đi, không hề có quan niệm vợ chồng. Người nữ sau khi mang thai đẻ con ra thì đẻ ở chỗ nào bỏ chỗ đó, đứng dậy đi. Họ không có suy nghĩ đây là con của tôi và tôi phải nuôi nấng nó, không có. Đứa nhỏ khi nó khóc thì người đi qua đi lại chỉ việc đưa ngón tay vào trong miệng của đứa nhỏ. Do phước đặc biệt thì ngón tay của người dân xứ Cú Rú tiết ra chất dịch giống như sữa và nuôi đứa nhỏ lớn. Và đứa nhỏ nó lớn lên thì nó cũng y chang như người trưởng thành. Có nghĩa là cần cái gì thì ra cây như ý lấy, không cần phải lao động, không cần phải lo lắng. Chính vì đặc điểm đó, người dân xứ Cú Rú có hai cái ưu tú. Thứ nhất là họ không dính mắc về cái tôi và cái của tôi. Không bao giờ họ suy nghĩ đây là tài sản của tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là con tôi. Không có. Cái thứ hai, họ là những người rất ít dục.
nam nữ sukuru chỉ đi đến với nhau vào thời kỳ người nữ có thể thụ thai, không đi đến với nhau vào thời kỳ người nữ không thể thụ thai. Còn người dân xứ Bắc Cu Lưu Châu của mình, nam nữ đi đến với nhau vào thời kỳ người nữ có thể thụ thai lẫn thời kỳ người nữ không thể thụ thai. Khác nhau rất lớn. Dục của hai xứ rất lớn nha, khác nhau rất lớn. Dục của xứ Cú Rú rất là nhẹ, dục của xứ Bắc Cu Lưu Châu mình rất là nặng. Cho nên á, ở đây người dân xứ Cú Rú có cái thân thể rất khỏe mạnh. Còn mình á, mình ngồi thiền một tí xíu là đau chân, đau lưng, đau đủ thứ hết trơn. Người dân xứ Cú Rú có cơ thể vật lý rất khỏe mạnh. Thời tiết của họ rất thích hợp, đồ ăn của họ cũng rất thích hợp. Cho nên khi sư tổ chức khóa thiền, sư cố gắng chuẩn bị thực phẩm thích hợp cho quý vị tốt nhất có thể, để ít nhất chúng ta không có được một cái nền tảng cơ thể khỏe mạnh như người dân xứ Cú Rú, thì ít nhất chúng ta cũng có được thực phẩm thích hợp. Rồi những người dân xứ Cú Rú này á, là những người có trí tuệ rất mạnh mẽ. Họ có thể lắng nghe lời dạy của Thế Tôn một cách thấu đáo. Hơn nữa, sự tinh tấn của người dân xứ Cú Rú rất đáng để kinh ngạc. Tức là khi hai người gặp nhau thì họ sẽ hỏi nhau bạn có thực hành tứ niệm xứ hay không. Tức là sau khi Thế Tôn thuyết bài kinh này rồi đó, người dân xứ Cú Rú thực hành tứ niệm xứ liên tục. Và nếu gặp nhau thì họ sẽ hỏi bạn có thực hành tứ niệm xứ hay không. Nếu như người đó nói đó, tôi không có thực hành tứ niệm xứ, thì người dân xứ Cú Rú sẽ khiển trách là cuộc sống của bạn thật là vô bổ. Bạn sống mà chẳng khác gì người đã chết. Đời sống của bạn không có ý nghĩa gì cả. Còn nếu như mà hỏi nhau bạn có thực hành tứ niệm xứ hay không, mà người ấy trả lời là có, thì người dân xứ Cú Rú sẽ hoan hỷ, nói đời sống của bạn thật là hữu ích, bạn đã sống một cuộc đời đáng sống. Mà không chỉ người dân xứ Cú Rú, mà ngay cả con vật, tức là con thú nuôi ở trong xứ Cú Rú đó cũng thực hành tứ niệm xứ. Tức là bao gồm cả con chó, con mèo, con chim, con vẹt cũng thực hành tứ niệm xứ, không chỉ riêng đến con người. Ở trong chú giải đề cập đến là có một con vẹt, nó cũng thực hành tứ niệm xứ. Quý vị thấy người dân xứ Cú Rú, sự tinh tấn của họ rất là ghê gớm. Tinh tấn đến mức ngay cả con thú nuôi nó cũng thực hành tứ niệm xứ. Thì như vậy Đức Thế Tôn mới thuyết bài kinh tứ niệm xứ cho người dân xứ Cú Rú nghe, bởi vì Ngài biết đây là những người có thể thực hành tới nơi tới chốn. Cho nên chúng ta muốn đạt được sự lợi ích thì chúng ta cũng phải nỗ lực rất là nhiều. Đừng nghĩ một cách thông thường là tôi cư sĩ, tôi là người tại gia thì tôi cũng thực hành tứ niệm xứ. Được vậy, trong kinh cũng có những người cư sĩ thực hành tứ niệm xứ. Bằng chứng là Thế Tôn thuyết bài kinh tứ niệm xứ cho người cư sĩ tại gia. Nhưng coi chừng cái cấp bậc á, nó không giống nhau. Mình muốn thực hành được thì mình phải nỗ lực để mình bằng hoặc ít nhất không chênh lệch quá nhiều với người dân xứ Cú Rú. Thì như thế chúng ta mới thực hành được tứ niệm xứ. Do đó sư tổ chức khóa thiền nỗ lực hết sức có thể để quý vị có sự thoải mái về chỗ ăn ở tiện nghi. Còn bản thân quý vị
thì phải nỗ lực hết sức mình. Thứ nhất, chúng ta ly dục, đi vào trong chùa, buông bỏ những dục lạc thế gian. Cái thứ hai, chúng ta phải niệm buông. Để chi vậy? Để buông bỏ sự chấp thủ, sự bám chấp vào những cái tôi và của tôi. Rồi từ đó đó, chúng ta nỗ lực tinh tấn. Tại sao phải có các vị giám thị để đi giám sát quý vị? Để cho chúng ta nỗ lực tinh tấn hơn. Chúng ta không được lười biếng, chúng ta không được buông lung. Quý vị thấy ở trong kinh và chú giải, người dân xứ Cô Rú ngay cả con vẹt mà nó cũng còn học thiền tứ niệm xứ, cả con chó con mèo nó cũng tu tứ niệm xứ. Họ tinh tấn tới mức độ đó. Chúng ta phải nỗ lực dữ lắm thì việc thực hành của chúng ta mới có kết quả. Cho nên ngày hôm qua sư đã cho quý vị một cái nền để ngày hôm nay chúng ta tuần tự thực hành tứ niệm xứ. Trong suốt thời gian này, sư sẽ tuần tự giới thiệu cho quý vị các phương pháp trong bài kinh tứ niệm xứ. Nó không có cố định ở một phương pháp nào, mà sư sẽ giới thiệu cho quý vị hầu hết những phương pháp để quý vị có thể thực hành một cách thoải mái. Nó giống như khi chúng ta ăn thì chúng ta có đũa nè, chúng ta có muỗng nè, chúng ta có nĩa nè, chúng ta có dao nè. Tùy mỗi món mà chúng ta xài một cái khác nhau. Giống như hồi sáng chúng ta ăn nui, mà cho quý vị đôi đũa không thôi để quý vị ăn nuôi, quý vị ăn được không? Ăn được, nhưng mà nó kỳ cục lắm. Hoặc là cho quý vị con dao, cho quý vị ăn nuôi, quý vị ăn kiểu gì? Đó. Còn khi mà chúng ta ăn cơm, đưa cho quý vị chỉ có cái nĩa thôi, không có muỗng, không có đũa, quý vị ăn cơm, quý vị ăn thấy nó kỳ cục không? Còn khi chúng ta ăn bò bistec, đưa quý vị chỉ có đôi đũa thôi, không có con dao, mà ăn cái đó thì phải ăn bằng dao với nĩa thì nó mới đúng. Cho nên ngay cả việc ăn mà tùy thuộc vào món ăn, chúng ta có các công cụ khác nhau. Cũng tương tự như vậy, để giải quyết phiền não của chúng ta, Đức Phật dạy bài kinh tứ niệm xứ để cho chúng ta nhiều công cụ khác nhau để giải quyết phiền não. Có một số phiền não phải giải quyết bằng thân quán niệm xứ, có một số phiền não phải giải quyết bằng thọ quán niệm xứ, có một số phiền não phải giải quyết bằng tâm quán niệm xứ. Cho nên chủ trương của sư là sẽ giới thiệu tuần tự các phương pháp thực hành tứ niệm xứ đến cho quý vị. Cho nên quý vị sẽ trải qua việc thực hành khá là nhanh. Do thời gian chúng ta không có nhiều, chúng ta chỉ có 7 ngày, không phải 10 ngày, không phải 15 ngày, không phải 1 tháng, mà chỉ có 7 ngày. Cho nên thời gian của chúng ta sẽ rất là gấp rút. Chúng ta phải nỗ lực tinh tấn dữ lắm thì mới theo kịp. Còn nếu chúng ta không theo kịp thì sao? Không sao, chúng ta tiếp tục thực hành phương pháp mà chúng ta quen thuộc và tham dự khóa thiền tiếp theo. Theo dự kiến thì ngày hôm nay sư sẽ hướng dẫn quý vị thực hành thiền hơi thở. Ngày mai sẽ hướng dẫn thực hành thân quán niệm xứ. Ngày mốt hướng dẫn thực hành thọ quán niệm xứ.
Và ngày kia hướng dẫn thực hành tâm quán niệm xứ. Cho nên là chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều, không phải một cách thông thường mà được đâu. Ở đây sư hướng dẫn quý vị sẽ bám sát theo kinh tạng. Này các tỳ khưu, đây là con đường có một mục đích đưa đến sự thanh tịnh của chúng sanh, cho việc chế ngự sầu bi, cho sự tiêu tan khổ ưu, cho sự chứng đạt trí tuệ và cho sự giác ngộ niết bàn, tức là bốn sự thiết lập niệm. Cái từ Ekayano thì chúng ta nên hiểu rằng đây là con đường nhất hướng, tức là con đường độc đạo, con đường chỉ có một lối duy nhất, con đường không có ngã rẽ. Bởi vì sao? Bởi vì đây là con đường mà khi chúng ta thực hành thì chỉ đi đến một mục đích duy nhất, chính là sự chấm dứt khổ ưu, sự thành tựu chánh trí, sự chứng ngộ niết bàn. Việc thực hành tứ niệm xứ chỉ đi đến một mục đích duy nhất. Còn nếu quý vị thực hành tứ niệm xứ nhằm mục đích cầu danh lợi thì mình đi nhầm đường. Đây là con đường độc đạo, chỉ có một đích đến, đã bước đến thì đi đến nơi cuối cùng. Và cái từ Eka tức là duy nhất, một mình ở đây đó, còn có ý nghĩa rằng đây là con đường mà mình phải biết sống một mình. Đây là con đường của sự viễn ly, của sự độc cư. Dù cho chúng ta ở chung một hội chúng đông như thế này, nhưng việc thực hành là việc của mỗi cá nhân. Sư chỉ có thể hướng dẫn, sư không đi giùm quý vị được. Và dù cho chúng ta ở trong một tập thể, mỗi cá nhân của chúng ta đều là những người độc cư. Chúng ta giữ yên lặng, không làm phiền lẫn nhau. Chúng ta độc cư là như thế. Cho nên trong khóa thiền chúng ta không nói chuyện, không giao tiếp. Nhờ sự độc cư đó mà chúng ta bám sát được theo lời dạy của Thế Tôn. Con đường này là con đường giúp cho chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị biết cái vòng xoay sanh tử, chúng ta chỉ đi vòng vòng thôi, chúng sanh chỉ đi vòng vòng, không có đường ra. Thì con đường tứ niệm xứ này là con đường đưa chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Thiên hạ mày mò tìm kiếm, nhưng họ chỉ đi quanh quẩn. Còn khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên đây mới được gọi là con đường. Cho nên Đức Thế Tôn được chúng sanh lễ bái, cúng dường, tán thán, bởi vì Ngài đã chỉ ra con đường mà chưa từng có ai thấy được. Chỉ một khi một vị chánh đẳng giác ra đời, chúng sanh mới thấy lại được con đường thoát khỏi sanh tử đó mà thôi. Cái Ekayano này đó còn có nghĩa là đây là con đường mà chúng ta phải đi bằng cách nghiêm trì theo pháp và luật, tức là theo giáo pháp, lời dạy của Thế Tôn và theo giới luật. Quý vị muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi thì không thể nào bỏ rơi giáo pháp được, không thể nào bỏ rơi lời dạy của Thế Tôn mà mình muốn thoát sanh tử luân hồi, chuyện đó không thể có. Ngoài bát chánh đạo không có sa môn. Muốn giải thoát giác ngộ mà từ bỏ giáo pháp không thể giải thoát được. Cái thứ hai, muốn giải thoát giác ngộ thì phải nghiêm trì giới luật.
bỏ giới luật qua một bên là chúng ta đi trật đường ngay. Đây là con đường bằng giới, định và tuệ. Đây là con đường phải đi bằng giới luật và giáo pháp, tức là lời dạy của Thế Tôn. Không thể có con đường nào khác. Và đương nhiên, cuối con đường chính là sự chấm dứt khổ. Nếu như chúng ta thực hành một cách đúng đắn, có sự nghiêm túc, có sự nỗ lực, thì sự chấm dứt khổ là nơi sẽ chờ đợi chúng ta ở cuối con đường. Vì mục đích thanh tịnh cho tất cả chúng sanh, Satta năng visuddhiya, có nghĩa là chúng sanh, tức là chúng ta nè, lâu nay đã bị ô nhiễm, bị cấu uế, nó làm cho nội tâm chúng ta ô nhiễm rất là nhiều. Chúng ta bị ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi các sự trói buộc, nó làm cho nội tâm của chúng ta ô nhiễm. Thì việc thực hành tứ niệm xứ sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc nội tâm, làm cho chúng ta không còn ô nhiễm nữa. Và do chúng ta có những phiền não, chúng ta có bồng bột, cho nên chúng ta mới đau khổ. Phải thương thì mới khổ, không thương không có khổ. Ái là nhân sanh khổ. Tại sao chúng ta khổ vì một người nào đó? Suy nghĩ coi, có phải là vì chúng ta thương hay không? Đâu phải tự nhiên mình khổ vì người dưng. Không có ái đâu có khổ. Chính bởi vì tham ái cho nên đưa đến đau khổ. Do đó, pháp thực hành tứ niệm xứ giúp cho chúng ta thoát khỏi sầu và bi. Nhờ giúp cho chúng ta không còn ô nhiễm nội tâm. Giống như một đứa bé, nó khóc bởi vì cái lâu đài bằng cát nó xây trên bờ biển, sóng xô vào cái lâu đài nó biến mất. Đứa nhỏ nó khóc, người lớn thì không có khóc, bởi vì người lớn biết rõ nó không có bền, bản chất nó là như vậy. Nhưng do đứa nhỏ thiếu hiểu biết cho nên nó khóc. Đứa nhỏ nó động một tí vào cây kim, cái kim may chích một cái chảy máu, đứa nhỏ nó hoảng sợ nó khóc, nhưng người lớn thì không có khóc. Tại sao vậy? Bởi vì người lớn có trí tuệ, người lớn có sự kham nhẫn. Do đó đó, việc thực hành tứ niệm xứ giúp cho chúng ta thoát khỏi sầu và bi, do chúng ta có được trí tuệ, không còn mờ mịt, không còn khờ khạo chạy theo các dục lạc thế gian nữa. Ở đây như giúp cho chúng ta diệt tất cả khổ và ưu. Giống như trường hợp của bà Patachara, bà có một gia đình rất hạnh phúc. Bà là con của một gia đình giàu có. Rồi tự nhiên một hôm, bà ôm lòng, bà thương người dưng là một anh người làm công ở trong nhà. Rồi bà bỏ theo anh này, bỏ đi trốn biệt xứ. Khi mà sanh con thì bà về, anh chồng đuổi theo níu lại, giữa đường thì sanh con. Sanh hai đứa như vậy, đến đứa thứ ba thì bà cũng ôm hai đứa nhỏ đi về nhà mẹ đẻ, anh chồng cũng chạy theo, bắt lại được giữa chừng thì bà vợ chuyển dạ, anh chồng đi kiếm củi về để sưởi ấm cho vợ. Trời thì mưa,
chồng bị rắn cắn chết. Bà chờ mãi không thấy chồng về, con thì chuyển dạ rồi, vừa lạnh mà vừa sợ, đi tìm chồng, mưa tầm tã, thấy chồng chết cứng đờ. Bà buồn khổ, bà ẵm con đi về gặp cha mẹ ruột của mình. Trên đường đi qua sông, bà phải lội qua sông. Bà ẵm một đứa nhỏ, còn hai đứa nhỏ bà để ở bên bờ. Khi bà lội qua sông rồi, bà để đứa nhỏ bên bờ bên này, bà đi ngược trở lại giữa dòng sông, thì bà thấy con chim đại bàng đã bắt đứa nhỏ sơ sinh nó bắt đi. Bà quơ tay thì con chim đại bàng nó bay đi. Còn hai đứa nhỏ bên bờ thấy bà quơ tay, thấy mẹ nó quơ tay, tưởng là mẹ kêu nó. Đứa anh dắt đứa em đi xuống sông và bị nước cuốn trôi. Giữa dòng nước hai bên bờ, một bên thì con bị chim nó bắt, một bên thì con bị nước cuốn trôi. Bà đứng giữa dòng, con chết hết. Về tới nhà, hỏi đường về nhà, thì người ta nói cái trận mưa đêm qua nhà sập, cha mẹ và ông anh của bà đã bị nhà sập đè chết hết rồi. Cái đám khói đằng xa là đám thiêu xác cha mẹ và anh của mình. Trong một đêm bà mất chồng, mất ba đứa con, mất luôn cả cha mẹ, mất luôn cả họ hàng. Bà đau khổ và bà đi lững thững, y áo tuột hồi nào không hay. Bà đi vào chùa Kỳ Viên và gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn mới thuyết, nước mắt con đã đổ ra trong dòng sanh tử luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển, mà bây giờ con còn khóc nữa hay sao? Bà giật mình tỉnh ngộ, và từ đó đó bà quy y nơi Đức Thế Tôn, xuất gia nơi Ngài. Nhờ việc thực hành tứ niệm xứ mà bà vượt khỏi sự sầu bi, vượt khỏi sự đau khổ. Bởi vì một quá khứ, một dòng sanh tử luân hồi đầy những hiểm nạn, máu và lệ. Hoặc như trường hợp vị tỷ kheo Chích Tá, khi vị tỷ kheo này đi xuất gia, để lại 5 cái hầm châu báu, tức là có 5 cái hầm đựng toàn châu báu thôi, rất là giàu. Vị này bỏ hết để đi xuất gia, để lại quyền thừa kế cho đứa em. Nhưng mà bà vợ của đứa em, tức là cô em vợ, thì không có yên lòng, sợ một ngày nào đó Ngài sẽ trở về, Ngài hoàn tục, Ngài lấy lại tài sản, cho nên thuê cướp tới nó giết Ngài. Lúc bây giờ Ngài đang ở trong rừng, bọn cướp nó tới nó đòi giết Ngài, thì Ngài mới năn nỉ bọn cướp là bây giờ để sáng ngày mai đi rồi hẳn giết tôi, để tối nay tôi tranh thủ tôi hành thiền. Thì bọn cướp nói, bây giờ lấy cái gì đảm bảo tối nay là ông chạy thiền sao? Thì vị tỷ kheo Chích Tá đó, Ngài bưng một tảng đá, Ngài đập dập nát đôi chân của mình, đập cho đôi chân gãy lìa dập nát. Và Ngài nói với bọn cướp, đây là sự đảm bảo. Và bọn cướp thấy một người què quặt với đôi chân dập nát như thế, chắc chắn chạy không được. Thì bọn cướp yên chí và cho Ngài một đêm. Đêm hôm đó Ngài quán xét thấy sự khổ của thế gian này, và Ngài nỗ lực thực hành tứ niệm xứ. Khi đêm về sáng, Ngài đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên các cái khổ ở thế gian này muôn hình muôn vẻ, mà việc thực hành tứ niệm xứ giúp
cho chúng ta có thể vượt lên tất cả những ưu phiền sầu muộn như thế. Cho nên Đức Thế Tôn mới hướng dẫn phương pháp thực hành tứ niệm xứ. Ở đây vì là bốn, ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu tẩy trừ tham ưu ở đời và sống tùy quán thân trong thân với nhiệt tâm tỉnh giác và niệm. Vị ấy tẩy trừ tham ưu ở đời và sống tùy quán thọ trong các thọ với nhiệt tâm tỉnh giác và niệm. Vị ấy tẩy trừ tham ưu ở đời và sống tùy quán tâm trong tâm với nhiệt tâm tỉnh giác và niệm. Vị ấy tẩy trừ tham ưu ở đời và sống tùy quán pháp trong các pháp với nhiệt tâm tỉnh giác và niệm. Ở đây nhiệt tâm atapi có nghĩa là sự tinh tấn, sự nỗ lực để tiêu diệt các pháp bất thiện. Nó giống như ngọn lửa thiêu đốt sự lười biếng, thiêu đốt những phiền não. Nó như một động lực giúp cho chúng ta nỗ lực thực hành. Và đây là một yêu cầu khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, tức là phải có sự nhiệt tâm, phải đốt nó lên, phải làm cho chúng ta trở nên siêng năng, trở nên tinh tấn. Cái thứ hai, Satima có niệm, Sati là niệm. Thì niệm ở đây là sự ghi nhớ, sự biết rõ. Phận sự của niệm nó giống như một người, một ông quan giữ kho báo cáo với nhà vua: thưa nhà vua, ở trong kho có bao nhiêu đây gỗ, có bao nhiêu đây vải, có bao nhiêu đây vàng, có bao nhiêu đây bạc, có bao nhiêu đây trân châu, có bao nhiêu đây mã não. Người giữ kho có trách nhiệm báo cáo với nhà vua như thế nào thì niệm có trách nhiệm báo cáo với tâm như thế đó. Báo cáo cái gì? Báo cáo cho tâm biết, à đây là thở vào, đây là thở ra, đây là thở vào, đây là thở ra, đây là đi, đây là đứng, đây là nằm, đây là ngồi, đây là giơ tay, đây là nhấc tay, đây là cầm, đây là duỗi, đây là nhấc, đây là bước, đây là đạp, đây là ăn, đây là uống. Tức là thân đang có cái gì xảy ra thì niệm có trách nhiệm báo cáo cho tâm biết. Rồi khi tâm có vấn đề gì thì niệm cũng có trách nhiệm báo cáo cho tâm biết. Đây là tham, đây là sân, đây là si. Thì cái anh chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo chính là niệm. Còn tỉnh giác Sampajjano có nghĩa là sự phối hợp với trí tuệ để quán xét các pháp. Mà phối hợp với trí tuệ ở đây là phối hợp như thế nào? Một chút xíu nữa đi vào đề mục cụ thể sư sẽ hướng dẫn. Và lại nữa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu sống tùy quán thân trong thân như thế nào? Ở đây này các tỳ khưu, khi đến khu rừng, hoặc đến gốc cây, hoặc đến ngôi nhà trống, vị tỳ khưu ngồi xuống, sau khi ngồi kiết già, giữ thân ngay thẳng và khiến niệm khởi sanh trước mặt. Vị ấy biết rõ khi thở vào, biết rõ khi thở ra. Tại sao ở đây chúng ta cần phải đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống? Tại sao vậy?
để xa lìa các dục. Các dục trong chú giải ví như bò con nó mê sữa của mẹ, mà người ta muốn cắt sữa cho bò con thì người ta phải kiếm cây cọc đóng nó xuống đất, cột con bê vào ở trong đó, thì con bê dù có vùng vẫy cũng không thoát ra được, để từ đó con bê nó có thể cai sữa. Cũng vậy, tâm của chúng ta vô số kiếp sanh tử luân hồi, chúng ta đắm chìm trong các dục, cho nên chúng ta phải đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống. Đó là những nơi không có liên hệ đến dục, những nơi chúng ta không quen thuộc. Nhờ như vậy, chúng ta có muốn tìm dục, tìm cũng không thấy, tìm không ra, đóng cửa rồi, ràng buộc chúng ta, níu chúng ta lại, không cho chúng ta phải đi về, không cho chúng ta đi chơi, để chúng ta xa lìa các dục. Nhờ như vậy chúng ta mới có thể cắt được dục. Rồi vị tỷ khưu ngồi xuống, sau khi ngồi kiết già, thì cái từ kiết già này là do các ngài dịch, chứ chính xác là ngồi xếp hai bắp vế vào nhau, chứ không phải ngồi kiết già, mà ngồi xếp hai bắp vế vào nhau. Cho nên ở đây chúng ta có ba tư thế ngồi xếp hai bắp vế vào nhau, là ngồi kiết già, ngồi bán già và ngồi chân trong chân ngoài, đều là xếp hai bắp vế vào nhau. Quý vị đều có thể thực hành được hết. Khởi thân ngay thẳng và để niệm sanh khởi trước mặt, tức là chúng ta để sự ghi nhận ở trước mặt của chúng ta. Thở vào vì ấy biết rõ, thở ra vì ấy biết rõ. Hơi thở là một phương pháp thực hành rất kỳ diệu. Việc thực hành hơi thở có thể đưa chúng ta đi hết cả bốn giai đoạn: thân, thọ, tâm, pháp. Tuy nhiên, thiền hơi thở là phạm vi của các vị độc giác, các vị chánh đẳng giác, do đó yêu cầu về hơi thở rất cao. Nếu quý vị đọc ở trong kinh thì quý vị sẽ thấy là có 16 pháp quán niệm hơi thở. Nhưng những phương pháp quán niệm hơi thở sâu là dành cho những vị đã chứng tứ thiền hơi thở mới có thể thực hành. Do chúng ta chưa chứng được tứ thiền hơi thở, cho nên chúng ta chỉ định hơi thở ở bước đầu tiên, tức là thở vào, biết là thở vào, thở ra, biết là thở ra. Đừng vội chạy theo các bước tiếp theo của thiền hơi thở, bởi vì các bước tiếp theo đòi hỏi quý vị phải đạt tứ thiền hơi thở, mà người ta nói là chưa học bò chớ lo học chạy. Bây giờ chúng ta chỉ việc theo dõi hơi thở bằng cách thở vào, biết là thở vào, thở ra, biết là thở ra. Khi theo dõi hơi thở, trong Patisamphida Magga, ngài Xá Lợi Phất chỉ ra hai lỗi khiến cho hơi thở bị ô nhiễm. Chính xác là 16 lỗi làm cho hơi thở bị ô nhiễm, mà ở đây sư gom lại làm hai lỗi chính. Thứ nhất,
là quý vị theo dõi hơi thở dựa trên sự chuyển động của hơi thở. Ví dụ, chúng ta theo dõi hơi thở đi vào, bắt đầu đi qua mũi, xuống phổi, xuống bụng, rồi hơi thở từ bụng đi qua phổi, đi qua mũi, đi ra khỏi cơ thể. Khi chúng ta chạy theo sự chuyển động của hơi thở, định sẽ bị ô nhiễm. Do đó, không được theo dõi hơi thở dựa trên sự chuyển động của hơi thở. Ghi nhớ điều đó. Điều thứ hai là không được theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở. Bởi vì quý vị chỉ có thể theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở khi quý vị đạt tứ thiền hơi thở. Nếu chúng ta không đạt tứ thiền hơi thở mà chúng ta theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở, nó sẽ làm cho hơi thở bị ô nhiễm. Giống như một cậu bé lái xe thì vững, đầu tiên phải học lái hai tay và nuôi cả hai chân với thân ngồi ngay ngắn trên xe máy thì mới có thể lái xe được. Khi đã lái xe một cách thuần thục rồi, đứa trẻ đó có thể buông hai tay ra hoặc thậm chí có thể tướng một chân trên kim xe máy mà xe vẫn không té, không có ngã. Nhưng để làm được như thế thì người ấy phải rất vững vàng trong việc điều khiển xe máy. Còn một người chưa thuần thục trong việc điều khiển xe máy, hai tay còn chưa biết tay nào tay ga, tay nào tay thắng, chưa biết chân nào đặt số, mà đã vội leo lên trên kia, bỏ hai tay, bỏ hai chân, chuyện gì xảy ra? Té, tai nạn. Điều đó là chắc chắn. Tương tự như vậy, khi nào quý vị đạt được tứ thiền hơi thở thì việc theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm sẽ không có vấn đề. Bởi vì khi quán thọ trên thọ, chúng ta sẽ theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm. Nhưng đó dành cho những vị chứng tứ thiền hơi thở. Còn khi chúng ta chưa chứng tứ thiền hơi thở, việc theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm sẽ làm định bị ô nhiễm, giống như một đứa bé chưa biết cầm tay lái một cách thuần thục mà đã vội bỏ tay bỏ chân ra đứng trên xe. Do đâu? Bởi vì khi chúng ta chưa thuần thục trong việc theo dõi hơi thở mà chúng ta theo dõi dựa trên điểm xúc chạm, nó sẽ phóng đại các cảm thọ của hơi thở, dẫn đến vị hành giả khi ngồi thiền sẽ có cảm giác thân thể bị lắc lư, ngồi không vững, sẽ có cảm giác thân thể trôi nổi bồng bềnh, sẽ có cảm giác nóng ở trên đầu, nặng ở trên đầu, hoặc là nóng ở dưới, hoặc hành giả sẽ có những cảm thọ kỳ lạ. Do vậy, do các cảm thọ bị phóng đại mà vị ấy không đủ thuần thục để kiểm soát được, đó là sự tai hại khi theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở
mà hành giả chưa đạt tứ thiện. Chính vì lẽ đó, khi theo dõi hơi thở, chúng ta phải theo dõi đâu? Đầu tiên, chúng ta phải xác định điểm hơi thở. Quý vị có thể để tay lên gần mũi, thở ra. Quý vị sẽ thấy đã có một luồng hơi thở chạm vào đầu ngón tay của mình. Thì chúng ta biết được đây là điểm hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Giả sử chúng ta để một con gò ở ngay điểm đó, thở vào, thở ra. Chúng ta biết rõ hơi thở đi xuyên qua cục con gò, thì cục con gò đó là điểm để chúng ta theo dõi hơi thở. Chúng ta phải cố định tâm của mình. Quý vị có thể tưởng tượng như một con gò để đây. Nhớ, nó không được chạm vào cơ thể. Điểm theo dõi hơi thở không được chạm vào cơ thể. Nó phải cách một đoạn, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được hơi thở. Theo dõi, đây là điểm theo dõi hơi thở. Thở vào, thở ra. Hơi thở đi xuyên qua cục con gò, hoặc giống như một cánh cửa ở phía trước mặt. Thở vào, thở ra. Hơi thở đi xuyên qua cánh cửa. Tâm của chúng ta chỉ để ý ngay ngặt cửa, hoặc để ý ngay cục con gò. Ở đó chúng ta ghi nhận rõ thở vào, thở ra. Tập trung tâm ở ngay điểm theo dõi hơi thở. Tâm của chúng ta phải tập trung vào điểm này, quan sát. Khi đó thở vào biết là thở, thở ra biết là thở, thở vào biết là thở ra, thở ra biết. Duy trì liên tục sự nhận biết hơi thở. Nếu như khi chúng ta thực hành một suy nghĩ nào đó, một hình ảnh nào đó xuất hiện thì buồn, 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 sau đó quay trở lại hơi thở. Chúng ta sẽ theo dõi hơi thở bằng một nội tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi những suy tư, những hình ảnh từ bên ngoài. Trong suốt thời gian ngồi thiền, chúng ta liên tục theo dõi hơi thở. Thở vào, hít. Thở ra, biết là thở. Nhớ, khi chúng ta thở vào rồi, thở vào xong rồi, chúng ta mới niệm hoặc ghi nhận là thở vào. Sau khi chúng ta thở ra xong rồi, chúng ta mới ghi nhận là thở ra. Không phải là thở vào ghi nhận, ghi nhận thở vào
sau đó chúng ta thở vào. Ý niệm thở ra, sau đó chúng ta thở ra. Thì như vậy, quý vị sẽ hướng vào một cái lỗi, đó chính là điều khiển hơi thở. Để tránh lỗi điều khiển hơi thở, thì thở vào rồi, thở vào xong rồi, chúng ta mới ghi nhận thở vào. Thở ra xong rồi, chúng ta mới ghi nhận thở ra. Yeah. Không phải là chúng ta suy nghĩ thở vào, sau đó điều khiển hơi thở vào. Rồi chúng ta suy nghĩ thở ra, rồi điều khiển hơi thở ra, thì có. Phải lưu ý gì vậy? Đó là khi chúng ta ngồi liên tục ghi nhận, nhớ ghi nhận bằng tâm, không phải ghi nhận bằng mắt. Một số vị nhắm mắt lại, cứ cố chừng con mắt để nhìn thấy hơi thở. Xin thưa, chúng ta phải biết hơi thở bằng tâm, chứ không phải là thấy hơi thở bằng tâm. Xin lấy ví dụ như thế này cho quý vị dễ hiểu. Khi chúng ta đưa ngón tay lên đây, nhắm mắt lại, chúng ta không hề nhìn thấy ngón tay, nhưng tâm của chúng ta vẫn biết được vị trí của đầu ngón tay. Do đâu vậy? Do tâm biết, không phải do mắt thấy. Hoặc là khi chúng ta mở bàn tay ra, chúng ta vẫn có thể biết được những cái đường chỉ tay ở trong lòng bàn tay. Cái biết đó là biết bằng tâm, không phải biết bằng mắt. Như vậy, việc theo dõi hơi thở cũng là theo dõi bằng tâm, không phải theo dõi bằng mắt. Khi chúng ta đứng dậy đi thiền, vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở, dựa trên điểm hơi thở. Nó giống như một người tử tù cầm cái chén dầu, và chén dầu đó được rót đầy. Người tử tù đi đến khắp trường, nếu trên đường đi một giọt dầu bị nhỏ ra thì người tử tù sẽ bị xử tử. Như vậy, người tử tù phải đi rất cẩn trọng để không có giọt dầu nào chảy ra. Hành giả khi đi thiền theo dõi hơi thở cũng cẩn trọng như vậy, cẩn trọng như một người tử tù bước chén dầu. Chúng ta bước đi trong sự cẩn trọng theo dõi hơi thở. Và như vậy, thở vào biết là thở, thở ra biết là thở. Cho đến khi chúng ta ngồi ăn, đi đến bàn ăn, mở nắp ra, cầm muỗng ăn, vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở. Thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. Liên tục theo dõi hơi thở, dù cho chúng ta đang ăn, chúng ta đang rửa chén, chúng ta đang giặt giũ, chúng ta đang vệ sinh, chúng ta đang tắm rửa, và cho đến khi chúng ta về chỗ nghỉ ngơi, nghiêng mình vẫn tiếp tục theo dõi điểm hơi thở. Thở vào biết là thở vào, thở ra
xê dẫu trong khi nghiêng mình nằm xuống và nằm tiếp tục theo dõi hơi thở, thở vào thở ra liên tục như vậy. Đó là sự thực hành theo dõi hơi thở. Nếu như quý vị có thắc mắc gì thì quý vị có thể hỏi xin. Có ai vẫn còn mơ hồ về việc thay đổi hơi thở hay không? Bây giờ quý vị để một cái ngón tay ở trước mũi, ngón tay đó không chạm vào mũi nhé, cách mũi một đoạn. Khi thở ra, quý vị có cảm nhận được luồng gió chạm vào ngón tay hay không? Thì cái đầu ngón tay nơi luồng gió chạm vào đó chính là điểm theo dõi hơi thở. Khi quý vị bỏ tay ra, tâm của mình vẫn tiếp tục định tâm ngay vị trí cũ và theo dõi hơi thở. Nếu như chúng ta bị mất điểm, không theo dõi được, thì đưa ngón tay lên tìm lại điểm hơi thở. Thở ra, xác định được điểm, tập trung vào đó, theo dõi thở vào, thở ra, rồi sau đó nhẹ nhàng bỏ tay ra. Tâm vẫn cố định tại chỗ của đầu ngón tay khi nãy, tiếp tục theo dõi thở vào, thở ra. Quý vị có thể tưởng tượng lúc bấy giờ cái điểm đó như một cánh cửa, hơi thở đi vào đi ra, chúng ta quan sát ngay ngạch cửa hoặc như cục bông gòn. Thở vào thở ra, chúng ta quan sát ngay cục bông gòn. Quý vị có thể xác định lại. Thực tế với những người mới thực hành thì chúng ta mới bối rối thôi. Còn khi quý vị đã thực hành lâu rồi, thuần thục rồi, điểm hơi thở của chúng ta nó sẽ cố định. Khi đó dù cho mình thở bằng mũi bên trái hay thở bằng mũi bên phải cũng không vấn đề. Nó giống như một cánh cửa, thì mình có thở mũi bên trái thì nó cũng đi qua cánh cửa đó, thở một mũi bên phải cũng đi qua cánh cửa đó. Cho nên có vị thì lại để ở chính giữa đó, hoặc là có vị để nghiêng bên trái, có vị để nghiêng bên phải, không vấn đề gì hết. Giai đoạn mới thì quý vị sẽ hơi bối rối, bởi vì khi thì mình thở mũi trái, khi mình thở mũi phải. Nhưng khi quý vị thực hành một cách thuần thục rồi, có được cái nimitta rồi, thì tự nhiên vấn đề đó được giải quyết. Tức là không theo dõi hơi thở dựa trên sự chuyển động của hơi thở. Nghĩa là mình không chạy theo hơi thở. Hơi thở đi vào xuống bụng, rồi từ bụng đi ra. Không theo dõi sự chuyển động của hơi thở. Mà mình giống như mình sẽ có một cánh cửa nhỏ ở trước mũi nè. Mình theo dõi cái ngạch cửa thôi. Thở vào, thở ra, hơi thở sẽ đi qua ngạch cửa đó. Và sư hy vọng quý vị sẽ thực hành tốt về thiền hơi thở. Nếu như quý trong quá trình thực hành có vấn đề gì thì quý vị có thể trình pháp với sư. Giờ trình pháp được ghi ở trên cái thời khóa biểu, và quý vị đăng ký trình pháp với ban tổ chức, và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ lãnh tùy ý, sau khi thọ lãnh rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hằng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh,
nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá.